Rồi, xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Phú Mỹ quận 7. Kế bên tôi đây, đây là Nissan Navara L phiên bản mới nhất vừa được Nissan Việt Nam ra mắt trong thời gian gần đây. Hiện tại là đang được phân phối 3 phiên bản chính hãng tại Việt Nam. Phiên bản 1 cầu số tự động, phiên bản 2 cầu cao cấp và phiên bản Pro 4X. Thì nếu như chúng ta đang có cái nhu cầu là khoảng tài chính khoảng 700 triệu mà muốn cân đối giữa hai cái nhu cầu đó là nhu cầu về công việc và nhu cầu về gia đình. Và nếu chúng ta chỉ chở hàng khoảng 500 kg, 600 kg thì đây là cái lựa chọn mà tôi nghĩ là phù hợp nhất cho tất cả các bác. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cái video này giới thiệu thật là chi tiết về sản phẩm này, Nissan Navara L 2023. Nissan Navara 2023 thì chúng ta được một cái thiết kế rất là hầm hố, rất là nam tính, rất là mạnh mẽ. Đặc trưng nhìn vào phía trước chúng ta sẽ thấy một cái lưới tản nhiệt rất là lớn, được bao bởi một cái viền chrome rất là đẹp, rất là sáng bóng. Những chi tiết mạ chrome giúp cái xe mà nó sáng hơn. Đặc biệt trên này đóng logo là Navara nổi lên, rất là hay. Và những cái lưới tản nhiệt bên trong được làm bằng nhựa cứng rất là chắc chắn, logo nằm chính giữa. Đây chính là cái ngôn ngữ thiết kế, điểm nhận diện chung của tất cả những sản phẩm của Nissan, ngôn ngữ V-Motion. Tiếp theo sang bên đây, chúng ta sẽ thấy là cái cụm đèn pha cốt halogen. Tuy nhiên nó có một chức năng rất là hay là chức năng là đèn pha tự động. Chức năng này nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào trời tối, chúng ta chỉ cần để cái nấc auto thì đèn sẽ tự động bật tắt, hoặc là chúng ta đi vào hầm cũng sẽ tự động bật tắt cho chúng ta, một chức năng rất là tiện lợi. Và nắp capo sẽ thiết kế rất là nhiều đường dập nổi. Thì những cái đường dập nổi này nhìn cái xe mà nó gân guốc, nó thể thao hơn. Kèm theo một cái điểm nữa đó là nó giúp cái hệ số cản gió nó tốt hơn, tức là khí động học tốt hơn, thì nó giúp tiêu hao nhiên liệu nó tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp động cơ lên cho các bác xem. Cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi mở cái nắp capo lên của tất cả phiên bản của Navara thế hệ mới này là các bác sẽ thấy là cái nắp capo nó cực kỳ là nặng. Có thể nói đây là cái nắp capo nặng nhất mà tôi từng nâng lên. Ở trong này là một cái lớp rất là dày ha, rất là dày, rất là cứng chắc. Chúng ta sẽ có một cái ti chống ở bên này. Còn đây sẽ có là lớp cách âm, cách nhiệt ở trên này, rất là chắc chắn. Đây là cái lớp, một cái phần gọi là che động cơ. Thì cái phần này nếu mà chúng ta mở lên ở dưới này, nó có một cái lớp mút khá là dày. Thì tác dụng của cái lớp mút đấy là nó giúp cái xe, cái động cơ của mình nó cách âm tốt hơn, cách âm cách nhiệt tốt hơn. Và với phiên bản này chúng ta vẫn được trang bị cái động cơ 2.3 twin turbo, tức là tăng áp kép đấy, đi kèm là hộp số 7 cấp AT, và nó cho ra cái công suất cực đại là 188 mã lực và mô men xoắn cực đại là 450 Nm. Thì đây là thông số công suất cực đại và mô men xoắn cực đại mạnh nhất phân khúc này, chắc chắn là mạnh nhất phân khúc này ở tầm giá 700 triệu. Đây là cái động cơ có cái công suất cực đại và cái mô men xoắn cực đại ấn tượng nhất. Và đây là động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy một số cái chi tiết. Quay lại đây. Ví dụ như đây là ắc quy ha. Ắc quy, dầu phanh, chúng ta sẽ có một số chi tiết khác. Ở đây là cái đường khí vào này mọi người, đường khí vào và lọc gió rồi đi vào. Thì động cơ chúng ta sẽ là động cơ 4 máy ha, 4 máy đặt dọc, 4 máy thẳng hàng. Dung tích là 2.3 lít. Tất cả những cái thứ mà mọi người sẽ cảm nhận được ngay khi chúng ta được sờ chạm Navara, đó là một cái cảm giác rất là cứng chắc về mặt thân vỏ. Ngay cả cái nắp capo này nó đã rất là cứng chắc, hoặc là những chi tiết bên này. Thông thường trên chiếc xe thì ở vị trí này này, ở trên này, thì ở trên này và ở phía sau kia thì thường là những cái vị trí là khá là mềm của xe, nhưng đối với Navara nó rất cứng chắc. Và một cái điều mà ưu điểm vượt trội của Navara đó là Navara sở hữu cái nền tảng khung gầm hộp kín. Đây là cái nền tảng khung gầm có thể nói là tốt nhất trong cái giới xe bán tải. Thì nếu như các bác đã từng đọc báo chí thì trước đây Mercedes người ta làm bán tải thì người ta cũng mua lại cái nền tảng khung gầm của Navara. Điều đó chứng tỏ rằng cái nền tảng khung gầm của Navara cực kỳ tốt, cực kỳ xuất sắc. Đó, với cái tên gọi là khung gầm dạng hộp kín. Nissan Navara có cái chiều dài trục cơ sở là 3m150 và với cái chiều dài tổng thể là 5m260, thì đây cũng là con xe bán tải có chiều dài tổng thể ngắn nhất. Thì cái việc mà chiều dài tổng thể nó ngắn thì nó sẽ giúp cái xe chúng ta xoay sở trong phố, quay đầu một cách dễ dàng hơn.
Với phiên bản L này thì chúng ta được trang bị cái bộ mâm là 17 inch ha. Đây là mâm hợp kim và sẽ được sơn một cái màu nhôm, nhìn cũng khá là mạnh mẽ và cứng cáp. Với kích thước lốp ta sẽ thấy là 225 xẹt 65R17. Với cái lốp béo như thế này thì sẽ giúp cho anh chị đi địa hình hoặc là chúng ta đi bất kể địa hình nào thì nó luôn êm ái hơn. Một cái mâm to, ngay cả bản Pro 4X đó, cái phiên bản cao cấp nhất, cái bản mà dành cho đi địa hình, thì cái kích thước mâm nó cũng chỉ là 17 inch thôi. Với cái cấu hình hệ thống treo trước là càng a cáp. Đây là một cái điểm mà sẽ thiệt thòi hơn các phiên bản cao hơn, đó là chúng ta sẽ không được sơn cùng mẫu với thân xe, cũng không được ốp rôn, thì sẽ được sơn đen. Thì chi tiết này anh chị có thể khắc phục là chúng ta mua một miếng đề can nào đấy, chúng ta dán vào, chúng ta tùy biển giúp cái xe mà nó đẹp hơn. Và chức năng thì trên cái trọng gương chúng ta sẽ là gương chỉnh điện nhưng mà gập cơ. Tay nắm cửa, những cái này chúng ta có thể mua một miếng ốp để ta trang trí hoặc là ta đề can những gì tùy thích ha. Rồi, đã xong. Nhầm, quên nói là phía trước nó là phanh hai phanh đĩa nhé. Còn phía sau thì kích thước mâm, kích thước lốp y chang. Nhưng mà chúng ta khác đó là cái phanh nó sẽ là sử dụng phanh tang trống. Và nếu như các bác có tham khảo thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết các xe bán tải trên thị trường nó đều sử dụng cái phanh sau đó là phanh tang trống. Không phải ngẫu nhiên đâu. Gần như tất cả luôn, chỉ có quay truck phiên bản cao nhất hiện tại thì nó mới sử dụng phanh đĩa hoặc là Raptor. Còn lại các bán tải khác thì nó đều sử dụng phanh tang trống phía sau. Thì điều này nó sẽ có một số cái lợi ích như sau. Đối với những cái xe bán tải được gọi là xe tải đó, thì cái việc mà tải nặng á, nó sẽ thường xuyên hoạt động ở điều kiện là tải nặng. Thì với cái điều kiện tải nặng như vậy thì cái phanh tang trống này nó sẽ hoạt động tốt. Và một số trường hợp ví dụ như bùn, lầy, trời mưa thì cái phanh tang trống này nó hoạt động hiệu quả hơn. Còn về mặt lực phanh thì các bác yên tâm, bởi vì nhà sản xuất người ta đã làm việc, đã được thông qua cục đăng kiểm, đã được xác định là cái phanh này về lực phanh là đảm bảo điều kiện hoạt động trên con xe này. Chỉ có một cái mà khách hàng hay lăn tăn, đó là về mặt thẩm mỹ. Chính xác là về mặt thẩm mỹ là khách hàng thích cái phanh đĩa hơn là phanh tang trống. Nhưng mà xét trên một con xe bán tải, đặc biệt là xe bán tải phổ thông, nó kèm theo một cái thùng chở hàng như thế này, thì phanh tang trống đó là một cái phanh được nhà sản xuất tính toán là nó phù hợp trên con xe này. Rồi, xe vào đây nè. Các anh chị sẽ thấy là một cái lớp phủ gầm zin từ nhà máy nó rất là dày. Đây, thì tôi đã công tác ở các hãng xe khác nhau, thì đây là một điểm mà tôi thấy rất là khác biệt ở Nissan, đó là được phủ gầm rất là dày. Rất nhiều hãng xe phủ gầm rất là hời hợt, nhưng riêng Nissan phủ gầm rất là dày, cực kỳ dày, nhìn vô chúng ta thấy nè, giống như nhựa đường. Cực kỳ dày luôn. Thì cách âm càng nhiều nó giúp cái xe mình nó cái phủ gầm càng nhiều nó giúp cho cách âm xe nó tốt hơn và nó bảo vệ cái gầm mình tránh những cái rỉ sét. Và một điều đặc biệt mà chỉ có Navara có được chính là hệ thống treo sau liên kết đa điểm. Chúng ta có thể thấy ở dưới này. Đây. Treo sau liên kết đa điểm. Đây là hệ thống treo giống hệt trên những con SUV. Thì điều này mang lại cho Navara là một con xe bán tải mà êm như xe du lịch. Đó là một cái câu nói dễ hiểu nhất mà các bác có thể hình dung. Tại vì nó không sử dụng nhíp lá, tất cả những con xe bán tải tầm giá 700 triệu trên thị trường ngoài Navara thì đều sử dụng nhíp lá. Thì cái ưu điểm của hệ thống nhíp lá là nó sẽ chở hàng rất là nặng, nhưng mà ngược lại nếu không chở hàng hoặc chở hàng rất ít thì sẽ rất là sốc. Tuy nhiên với cái hệ thống treo liên kết đa điểm này, cái điều hay của nó đó là nó sử dụng cái lò xo 2 tầng. Với cái lò xo 2 tầng này thì nó sẽ cân, gọi là nó sẽ hài hòa được cái nhu cầu của anh chị. Nếu chúng ta chở hàng khoảng 600 kg, 600 kg đổ lại thì chúng ta vẫn đảm bảo được, và nếu chúng ta cần một cái độ êm ái để đi gia đình, cái hệ thống treo này cũng đảm bảo được. Tức là đây là hệ thống treo vừa êm ái vừa chở hàng được khoảng 600 kg đổ lại. Đấy. Đó là một cái ưu điểm tuyệt đối trong phân khúc này chỉ có Navara có được, và tất cả phiên bản của Navara đều được trang bị hệ thống treo sau liên kết đa điểm. Đây là một cái ưu điểm tuyệt đối của dòng Navara tại Việt Nam. Đây, phía sau này thì có một số chi tiết mạ chrome là của logo. Ở đây chúng ta có một cái bệ bật bước ha, để chúng ta bước khi mà chúng ta cần di chuyển hàng. Sau này thì với phiên bản này chúng ta sẽ không có camera lùi, không có cảm biến lùi. Đèn thì toàn bộ là halogen. Nhưng mà ở đây có một cái điểm rất là hay, đó là tôi chỉ cần dùng hai ngón tôi có thể đẩy được, tại vì nó có một cái thanh xoắn trợ lực, nó giúp chúng ta nâng cái này dễ hơn. Và trong cái lốc sàn này thì trong cái thùng này thì hiện tại vẫn không có lốc sàn, nhưng mình khi các anh chị mua xe tại đại lý của Nissan Phú Mỹ sẽ được tặng kèm cái lốc thùng ha. Cái kích thước thùng này thì
Để làm tròn cho anh chị dễ ước lượng thì nó sẽ có chiều dài, chiều rộng khoảng gần 1,5 m. Chiều cao là 520 mm, tức là hơn nửa mét chút xíu. Còn nếu chúng ta có nhu cầu chở những cái hàng cồng kềnh hơn, ví dụ những cái hộp hộp quà chẳng hạn, hoặc là hộp quà sinh nhật đó, ta có thể lắp một cái thùng cao hơn, sau đó làm các cái thủ tục đăng kiểm, cải tạo ha, điều chỉnh cà vẹt để chúng ta hoàn tất và cho nó đi cho nó đúng luật. Đèn với phiên bản này toàn bộ đèn halogen nhé, nhưng mà đèn halogen nó cũng có những cái hay, đó là chi phí nó khá là thấp, thay thế nó cũng khá là dễ dàng, đỡ tốn kém. Cái thứ hai nữa là đi bây giờ là gặp điều kiện sương mù, trời mưa thì cái đèn này nó tăng cái nhận diện rất là tốt. Ba nữa là cái đèn đèn pha, đèn halogen nó sẽ giúp bám đường tốt hơn khi đi trời mưa. Đó là những cái ưu điểm của cái đèn halogen. Rồi vào nội thất, tôi sẽ bước lại luôn. Cái phiên bản này có một cái hơi bất lợi, đó là nó bị cắt mất cái bệ bước rồi, nhưng cái đấy chúng ta có thể mua thêm gắn thêm nhé. Với phiên bản L này chúng ta sẽ có nội thất là ghế nỉ, ghế nỉ ha. Ghế nỉ này chúng ta muốn bọc da thì tốn đâu đấy khoảng 7-8 triệu nữa, không thành vấn đề đâu và không ảnh hưởng tới đăng kiểm. Đây chúng ta thấy có 3 dây đai 3 điểm nè. Đây. À, hàng ghế ở giữa chúng ta vẫn là dây đai 3 điểm. Có nghĩa là con xe này có 5 chỗ, 5 chỗ ngồi thì có 5 dây đai 3 điểm và tất cả từ đầu đều có thể nâng hạ được. Đây là một điểm cộng của Nissan. Ở đây chúng ta có một cái bệ tì tay, nếu mà chúng ta đi chỉ có hai người phía sau có tì tay để ngồi. Rồi tiếp tục. Hàng ghế này mọi người để ý. Tôi đang nặng 86 kg và cao 1,72 m. Thì với chiều cao như tôi á thì các bác sẽ thấy là cái không gian là khá ok ha, không gian phía trước để chân là khá ok. Và cái ghế này nó hơi nghiêng lên, nó hơi xéo lên thì nó đỡ cái đùi. Cái điều này nó giúp cho chúng ta ngồi lâu á, chúng ta đỡ bị mỏi tại vì nó đỡ cái đùi. Chứ còn nếu như mà nó hỏng như này á thì chúng ta đi sẽ hơi mỏi chân đấy nha. Nhưng mà để như này sẽ thoải mái. Cái ghế trước là do tôi kéo hơi sâu đó, chưa điều chỉnh lại. Thì đây là một điểm cộng, cái ghế nó xéo lên. Rồi thêm một cái nữa là ở thế hệ này chúng ta có cái độ ngã lưng khá là thoải. Và theo tôi đánh giá là tất cả xe bán tải chỉ có Mitsubishi Triton là có cái độ ngã lưng tốt nhất. Tiếp theo là đến Navara, thì đây là một trong những con xe bán tải có độ ngã lưng tốt nhất rồi. Thì cái điều này sẽ giúp chúng ta đi kết hợp với gia đình khá là ok. Tiếp theo nữa, đây là cửa gió hàng ghế thứ hai. À, về máy lạnh của Navara thì không cần phải bàn ha. Và theo tôi đánh giá thì tất cả những xe bán tải các hãng thì không có cái điều hòa nào là tệ hết. Tất cả xe bán tải điều hòa cực kỳ tốt nha. Và chúng ta còn có cổng sạc điện thoại ở đây. Đây. Đấy, rất là tiện nghi. Rồi bây giờ tôi sẽ vô cái khoang lái để giới thiệu tiếp cho mọi người. Rồi, tôi đang ngồi ở khoang lái của Navara L. Thực ra cũng không khác biệt quá lớn đâu. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó khác biệt nhất là cái màn hình. Đây chỉ là màn hình FM thông thường, không phải là cái màn hình có thể hiển thị camera như hai phiên bản lớn hơn. Vô lăng xài gọi là urethane chứ không phải là vô lăng bọc da, nhưng cái này cũng không phải là vấn đề. Tất cả phím bấm cơ bản là đều có hết và có luôn ga tự động cruise control ở đây. Đó. Vô lăng này có thể gật gù được ha, để cân chỉnh được cái vô lăng chúng ta ngồi thoải mái. Điều hòa chỉnh cơ, nút bấm, cái này không phải nút bấm mà cái này nó xài chìa chúng ta vặn ha. Cái này cũng là bình thường, tất cả những con xe phân khúc này theo tôi nhớ thì cũng không nhiều xe xài nút bấm đâu. Thì đây cũng không phải là một cái gì quá lớn lao. Chúng ta có cổng USB, cổng AUX, cần số sẽ là mạc rôm nhìn rất đẹp ha. Đây là hộp số tự động 7 cấp, có chế độ số tay cũng là 7 cấp gần tay. Táp lô toàn bộ là nhựa thôi, nhưng mà theo tôi đánh giá thì cái phần nhựa của Nissan làm rất là tốt, và bằng chứng là những cái xe Navara thế hệ trước đây thì táp lô nó y hệt như này. Chúng tôi đã đi 3-4 năm, chúng ta đã chạy 50-60 ngàn cây để ngoài nắng không bảo vệ gì hết, nhưng nó không phai màu và nó rất là vững chắc, bền vững với thời gian. Thì đây là một cái táp lô mà tôi đánh giá là nó tuy là không đẹp nhưng mà về công năng rất tốt. Đây này có chỗ để kính ha. Này thì không có gương ha. Tay nắm cửa thì cũng sơn đen cùng màu luôn. Màn hình này thì ở trước này nó có một cái màn hình hiển thị khá là đẹp ha. Nó màn hình này là giống như hai phiên bản cao hơn, chỉ có màn hình này là khác thôi. Và về các tính năng an toàn thì phiên bản này cũng được trang bị rất đầy đủ. Phiên bản này có tới 6 túi khí nha. Ở đây này mọi người sẽ thấy nó có túi khí bên này. À, nó có hai túi khí trước, hai túi bên không, hai túi bên rèm, tổng cộng có 6 túi khí, có cân bằng điện tử,
có chống bó cứng phanh, có phân phối lực phanh điện tử, có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất là nhiều thứ. Nếu gắn thiếu camera lùi thì chúng ta có thể gắn thêm, chúng ta có thể gắn cái combo camera lùi cộng cái màn hình. Cái này không không nhiều tiền đâu, có thể đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người nâng cấp. Và với mức giá 699 triệu, theo tôi nhớ không nhầm là 699, thì tại Nissan Phú Mỹ trong tháng 12 này các anh chị sẽ còn được khuyến mãi lên tới 25 triệu kèm theo cái nắp thùng. Tức là 25 triệu đấy nếu mà đổi ra phụ kiện thì tôi nghĩ là đổi được khá là nhiều thứ, đổi được ghế da này, đổi được màn hình cam lùi, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể đổi được. Thì để biết chi tiết hơn về giá cả lăn bánh theo từng tỉnh thành, cái hỗ trợ về ngân hàng, về bảo hiểm thì các anh chị vui lòng gọi cho tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn anh chị.